mấy anh nam còn ngại về cái độ mạnh mẽ của em. Trời, giáo viên mầm non mạnh mẽ nam tính quá. Tại vì lúc mà em đi học sinh viên á, nhiều khi mấy bạn còn làm tưởng em là con trai nữa. Nhiều khi mấy bạn còn làm tưởng em là con trai nữa. Mời nhà trai. À, chào trai. Thôi, ngồi đi em. Mời nhà gái. Chào em. Bây giờ nhà trai, nhà gái đã có mặt rồi á. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Hoàng. Chào bạn. Em là Phạm Thanh Trung, năm 1984, đang làm bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân 115. Em là nhà ở đâu Trung? Dạ, nhà em ở quận Gò Vấp. Từ đó giờ sinh ra lớn lên Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh và em chào anh Trung. Em chào quý vị khán giả đang ở trường quay cũng như là mọi người đang xem đài. Em là Thanh Nga, năm nay em 26 tuổi. Và hiện là đang là giáo viên mầm non. Và em là đến từ Trà Vinh ạ. Nhưng mà hiện tại thì sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì cũng được gần 8 năm rồi. Ở quận mấy vậy Nga? Dạ hiện em đang ở Bình Thạnh ạ. Nga ở đây với ai? Dạ em ở với bạn. Trung ơi, bây giờ hãy cho Nga biết Trung có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là có chí cầu tiến, luôn muốn hoàn thiện bản thân hơn. Và cái nữa là em rất là tôn trọng sự thật. Em thích sự thật, em rất là trung thực. Khuyết điểm là có thể là em mà người nó không được lãng mạn lắm, chung là hơi ít nói. Phẫu thuật ở Bệnh viện 115 khoa nào á? Dạ em làm bên khoa ngoại tổng quát. Dạ em mổ về bụng. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em nghĩ là em hoạt bát. Em rất là hoạt ngôn và dễ kết bạn với tất cả mọi người. Em cũng biết lắng nghe. Khuyết điểm của em thì em nghĩ là mọi người nhìn em như vậy thì có nghĩa là em chắc là mềm mỏng bánh bèo lắm, nhưng mà không, thật sự là nhiều lúc em rất là mạnh mẽ, rất là nam tính luôn, tới độ mà mấy anh nam còn ngại về cái độ mạnh mẽ của em. Trời, giáo viên mầm non mà mạnh mẽ nam tính quá. Tại vì lúc mà em đi học sinh viên á, nhiều khi mấy bạn còn làm tưởng em là con trai nữa. Nhiều khi mấy bạn còn làm tưởng em là con trai nữa. Là em đỡ hơn, là em dưỡng tóc dài rồi em mặc đầm mang guốc rồi đó. Ngày xưa là mình tóc ngắn. Dạ đúng rồi. Để tôi qua tôi coi. Rất là tomboy, giao diện không hề mạnh mẽ. Dạ, trời ơi, giao diện đâu có mạnh mẽ gì đâu. Dễ thương mà. Em bao nhiêu mối tình rồi cưng? Em hả thì cũng mới có 2 mối tình thôi chị. Là con trai hay con gái? Là con trai hay con gái? Không, con trai nha. Đúng rồi đó. Sao chia tay em? Mối tình đầu thì là thoáng qua của tuổi sinh viên rồi, bỏ qua đi. Sau nữa thì chắc là ở một cái giai điệu đoạn nào đó cảm thấy là không có thể đi với nhau được nữa. Mấy năm? Dạ gần 2 năm. Đôi khi mạnh mẽ quá người ta yếu đuối quá người ta chia tay đó em. Phụ nữ mà mạnh mẽ quá khó có một mối quan hệ lâu bền lắm. Để qua thăm bác sĩ cái. Bên kia người ta có 2 mối tình nhưng mà nó cũng không có gì sâu sắc lắm đâu. Dạ chào chị. Còn mình thì sao anh? Em là có con gái. Con gái em 19 tháng rồi. 19 tháng ở với ai? Dạ ở với má. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Cũng được 4 năm. Là chúng ta nhận ra trong cuộc tình đó chúng ta bị khiếm khuyết điều gì? Dạ. Để chúng ta rút kinh nghiệm, để chúng ta bù đắp cho cái con đường tương lai của mình sau này thôi. Động lại em nghĩ chắc là em thiếu cái lãng mạn. Thiếu lãng mạn? Dạ. Đó. Nhưng cũng nên khắc phục chút đi. Lâu lâu cũng tỏ ra lãng mạn chút xíu. Dạ. Anh nghĩ rằng phụ nữ mà ai cũng thích lãng mạn đâu. Ai cũng thích mình được yêu chiều. Mình khô khan quá cũng không được đâu. Mình hãy hỏi nhau về cái hình mẫu tương lai của mình như thế nào. Mong muốn mình có một người bạn gái như thế nào đi. Cái người phụ nữ mà em mong đợi á, thì cô ấy là có tấm lòng, sự tốt bụng, với lại bao dung, biết chăm lo gia đình. Cô ấy có thể là mạnh mẽ, có thể cùng em vượt qua những cái khó khăn. Không chỉ lúc em thành công và quan trọng nhất là lúc em thất bại. Em thấy sao cô giáo? Em thấy profile là bác sĩ là giỏi lắm rồi đó. Còn về cái việc mà chuyện của anh đã qua thì em có ngại gì không? Em cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mà hiện tại thì anh đang có một bé và bé đang ở với mẹ đúng không? Đúng không? Rồi. Dạ thì cái đó nó cũng không có vấn đề gì với em hết. Bản thân em là giáo viên mầm non thì em cực kỳ thích lắm. Về cái tính cách mà không lãng mạn lắm trong tình yêu đó. Em nghĩ là
con người ai cũng cần có một cái chút lãng mạn. Nó làm cho cuộc sống của mình nó hay, nó thi vị hơn, nó màu sắc hơn, chứ không phải lúc nào cũng khô khan như vậy, nó nhàm chán. Ông làm thì mình chủ động, mình nói ông làm được không? Dạ cái đó thì em được, em luôn hăng hái trong các cuộc chơi. Em luôn hăng hái trong các cuộc chơi. À đó đó đó. Trung ơi, thí dụ như buổi nào đó mà em đi làm về mà thí dụ ông nói anh ơi bữa nay trời mưa to quá, anh em với anh thích tắm mưa. Tắm mưa chạy xe với mưa đi vòng thành phố Hồ Chí Minh, em có ngại không Trung? Dĩ nhiên thì em nghĩ là sức khỏe là quan trọng, có những cái thời điểm mà mình đi chơi nó vẫn vui hơn. Nhưng mà thì giờ khổ thích mưa, buổi trời mưa khổ đi thì sao? Dạ hồi đây em bảo mưa em qua em rước. Dạ hồi đây em bảo mưa em qua em rước. nhưng mà anh yên tâm đi, cái này là ví dụ của anh Quyền Linh thôi chứ em mưa em cũng lười đi đó. À mình thí dụ thôi. Cổ nói giờ em thích ăn xôi quá, giờ anh chở em đi mua xôi ăn cho nó hơi lãng mạn chút. Dạ thì thôi để em qua em nấu luôn cho anh. Dạ thì thôi để em qua em nấu luôn cho anh. Trời ơi. Anh biết nấu ăn hả anh? Cũng đó. Được. Như vậy là có thay đổi, vấn đề là ai chủ động để đề xuất cái thay đổi đó thôi. Anh nghĩ là Trung làm được. Bây giờ mình hỏi người thân đi, anh Trung đi với ai? Hôm nay em đi với ba má với lại chị em. Trước xin chào MC Quyền Linh tài ba, MC Ngọc Lan rất là xinh đẹp. Cảm ơn. Xin chào tiếp chương trình thực hiện ngày hôm nay, tất cả các cán bộ công viên, cái chương trình cũng như ban tổ chức. Thì về nhân xét thì theo trao đổi thì nãy giờ thì họ ở nhà bên cháu Nga bên đây, cháu rất là duyên dáng, xinh đẹp, dễ thương, hoạt bát. Thứ hai nữa là có một cái rất là thân thiện. Qua trao đổi này thì tôi nghĩ là hai cháu thì cũng có những cái mặt phù hợp với nhau, tức là người này để có thể là bù đắp như người kia bù đắp lại thì tôi nghĩ là rất là hoàn hảo. Dạ, cảm ơn. Thì đóng đó thì dạ, cảm ơn ngài Quang. Nga đi với ai? Thiệt ra thì hôm nay em đi một mình cùng ba mẹ em đang ở đâu? Dạ ba mẹ em thì ở nhà ở quê. Bây giờ thôi mình mở rào. Đúng rồi. Cho hai bên gặp mặt đó nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi chung. Dạ. Dạ cảm ơn anh nhiều. Anh có thích một người phụ nữ mà mối quan hệ bạn bè của em hơi nhiều vì em dễ kết bạn, em cũng ham đi chơi, thích đi du lịch, thì anh có thể đồng hành với em cho các cuộc du lịch đó không? Mà anh có thể nhín trong khoảng thời gian nào đó để đi du lịch với người yêu không? Em muốn những cái hoạt động xã hội, giao tiếp bạn bè này kia, thì dĩ nhiên mỗi người đều có cái mối quan hệ của mình và cái niềm yêu thích của mình. Em làm những gì em thích nhưng nó đừng có ảnh hưởng ai thì anh ủng hộ. Còn cái chuyện mà anh có tham gia với em hay không thì anh sẽ cố gắng anh sắp xếp. Dĩ nhiên cái cuộc chơi này kia của em anh thấy nó phù hợp, anh có thể đi được thì anh đồng ý. Không còn, còn riêng, em nói còn riêng về cái cuộc du lịch mà chỉ có hai người thôi á. Hai người hả? Nhá. Thì sắp xếp được thì mình đi. Em thích hoạt động về thể thao á, không biết là anh có thích về những cái vận động như là tập thể dục, gym, bơi lội như thế nào? Anh có đánh cầu lông. À, em cũng biết chơi cầu lông. Rồi anh có nghĩ là người ta nói là tình cũ không rủ cũng tới không? Khi mà mình thương một người. Nha. Yeah. Đối với quan điểm của anh nha. Khi mình thương một người thì mình sẽ cố gắng mình làm cái gì tốt nhất cho người đó. Còn cái chuyện mà em nói như vậy á thì khi em có lòng tin và anh biết anh nên làm cái gì tốt nhất. Bây giờ Trung với lại Nga đứng lên nào. Đây. Đó. Đây là thời gian để chúng ta trao nhau cảm xúc, mình cảm nhận cái người đối diện mình như thế nào thôi. Rồi, nhìn thẳng vào nhau. Bắt đầu. Rồi.
Đó, nói rồi đi hả? Nắm tay nhau, vẫn cứ nắm tay nhau. Dạ, nói đi. À, thì thiệt ra thì đối với em là gặp nhau trên này cũng đã là duyên rồi. Còn sau đó nữa, chuyện gì tới thì nó tới. Anh đến đây với tinh thần là mình sẽ mở lòng. Còn cái chuyện là một cái là tự nhiên thôi. Dạ. Thôi, chúng ta về vị trí các bạn. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nga không bấm. Em có thể cho biết một chút lý do? Chắc là do cảm xúc của em lúc này. Ừ, rồi, cảm ơn em. Dạ rồi. Chúc em luôn nhiều sức khỏe. Chúc anh nhiều sức khỏe và tìm được một mối lưu duyên phù hợp với mình. Đúng rồi, chúc em nhiều sức khỏe. Bây giờ xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Chào anh trai, ngồi đi em. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh ạ. Rồi, xin dạ, chào. Chào mọi người ạ. Dạ, em tên Thùy Linh ạ. Hôm nay 30 tuổi. Em là nhân viên thuốc bán thuốc ạ. Nhân viên bán thuốc? Dạ, dược sĩ chú. Dược sĩ đúng không? Dạ. Là bán dược trung hay dược đại gì đó hả? Dạ, em bán nhà thuốc tư nhân ạ. Bán ở đâu? Dạ, Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh là phía nào? Dạ, gần bến xe quận 8. À, rồi. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan ạ. Chào bạn nữ, chào gia đình hai bên ạ. À, chú chào em. Em tên là Lê Tiến Vũ, sinh năm 1989, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Làm gì Vũ? Em cũng làm dược sĩ ạ. Dược sĩ luôn hả? Wow. Bán ở đâu? Dạ em bán tại nhà ở phường 15 Tân Bình ạ. Tiệm thuốc đó là của em hả, gia đình hả? Dạ đúng ạ. Biết đâu sau cuộc gặp gỡ hôm nay mình về bán ở Tân Bình đi. Dạ. Nha. Rồi. Ưu điểm khuyết điểm của Linh là gì? Dạ ưu điểm của em thì em nhiệt tình với em có trách nhiệm trong công việc. Còn nấu ăn thì biết nấu chút chút. Còn nhược điểm thì em hơi khó với thẳng tính. Rồi hết rồi. Đang nói sực nhớ là mình hết rồi. Dạ. Nè. Dạ. Rồi. Còn Vũ nè. Dạ ưu điểm của em là người dễ tính. Em sống tình cảm như, nói chung là khá trầm tính. Dạ em biết nấu ăn. Nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là em thụ động về chuyện tình cảm. Là nào giờ để người ta cua không á hả? Gần giống vậy. Gần giống vậy. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức có một mối tình mà từ thời sinh viên lận. Mối tình kéo dài không Vũ? Chắc cũng được một năm ạ. Yêu nhau tha thiết không? Cũng không, thời sinh viên mà. Dạ. Rồi từ đó tới giờ có để ý ai không? Gặp phụ nữ đẹp thì phải nhìn chứ. Gặp phụ nữ đẹp thì phải nhìn chứ. Nhìn nhưng mà có cảm xúc gì với phụ nữ không? Hay là trai cảm xúc rồi? Chắc vậy. Chắc vậy. Trời đất ơi. Trai cảm xúc gì có coi chừng có cảm xúc gì với đàn ông không? Không. Không nha. Dạ. Thẳng hay không? Thẳng chứ. Đâu để tôi qua tôi coi. Qua coi đi. Thì tôi qua nhà gái tôi coi nhà gái. Sao rồi giờ hỏi tình trường nhà gái rồi được, tôi qua tôi coi nhà trai. Nữ tính rõ ràng. Ha. Đó. Rồi chào em. Tên lịch sự vậy thôi, dễ thương không chết luôn ạ. Em gái. Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ chưa mối tình. Dạ lo đi học với đi làm không, không có thời gian. Học dược sĩ mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm, phải làm mấy năm rồi? Làm cũng được 5-6 năm. 5-6 năm rồi? Dạ. Lẽ làm không có mối tình nào, không có anh nào vô mua thuốc dạ, để cũng có làm mai nhưng mà không hợp. Chị thì em hợp người như thế nào nè? Em đưa ra cái tiêu chuẩn mẫu hình lý tưởng đi. Dạ như chú Quyền Linh. Dạ như chú Quyền Linh. Dạ như chú Quyền Linh hả? Hàng hiếm khó tìm. Chú Linh là cũng được ha. Dạ. Hả? Mình kia người ta thích người như chú Quỳnh Linh đó. Em thì em lại dễ tính nên là sao cũng được ạ. À đó chú cũng vậy, dễ tính lắm. Dạ. Khi nào nóng lên mới khó tính thôi. Em ít khi nào nóng lắm ạ. Ủa vậy đó hả? Trầm tính. Trầm bên tính đây không? Là dễ tính khi nào nóng là mới khó, mà bên đây là nóng thường xuyên. Không ra đâu. Dạ, thấy chú dễ thương mà. Rồi bây giờ Vũ muốn tìm một người yêu lý tưởng thế nào?
mẫu hình của em thì đơn giản, sống đơn giản giống em, với lại không có, có mối quan hệ phức tạp á. Mối quan hệ phức tạp? Dạ. Nhiều bạn bè quá là em cũng ngại đúng không? Dạ đúng rồi. Đừng có mối quan hệ phức tạp nào không? Không có. Tức là bạn bè anh trai mưa, anh trai gió, anh trai bão gì có không? Dạ không có. Bạn nhậu rồi có không? Dạ cũng không. Hai bạn này là em thấy sơ sơ là nó tương đồng với nhau lắm. Em muốn chừng nào lấy vợ? Thì bây giờ mình cứ tìm hiểu đi, nếu mà đàn gái chịu lúc nào thì em sẽ cưới lúc đó. Cưới lúc đó ạ. Nhà trai em có hối gì chưa? Dạ hối cả chục năm. Hối cả chục năm. Hối cả chục năm hả? Chừng nào lấy chồng được nè? Dạ hợp thì... Hợp thì lấy đúng không? Hợp lấy luôn. Rồi vậy là hai bên cứ hợp là lấy thôi. Hai bạn này làm như là mười mấy năm trời không có tình yêu là để ngày hôm nay gặp nhau hay sao? Đúng rồi. Bây giờ nè, đi với ai vậy? Dạ đi với ba mẹ. À có ba mẹ ngồi đây hả? Rồi xin chào đại diện nhà gái. Trước hết mình xin gửi lời chào đến Quyền Linh, Ngọc Lan. Dạ. Dạ xin chào với các quý vị khán giả trong khán phòng. Dạ chào chú. Chú chào con. Để nhận xét thì chú cũng không có nhận xét gì nhiều. Tại vì trong cái câu chuyện ngày hôm nay đó thì chỗ em Linh nó là chính. Chứ còn chú với cô cũng mong muốn cho em nó sớm có gia đình để cuộc sống nó cũng có cái ý nghĩa vui vẻ. Cũng mong muốn là hai em tạo cái cơ hội cho nhau để mà có cái điều kiện để tìm hiểu. Và hy vọng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Yeah. Yeah, cảm ơn chú. Yeah. Rồi nhà trai mình đi với ai cưng? Em đi với bạn thân từ nhỏ của em. À bạn thân từ nhỏ luôn đó hả? Thân lắm luôn hả? Năm 18 tuổi. Chào em, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Hai bạn hai giao diện khác nhau quá ha. Vũ có nhiều người theo đuổi không? Không, tại em thấy lâu lâu nó cũng qua kiếm em mà chắc là không có ai theo đuổi. À Vũ, tôi thấy bạn nữ này cũng hiền, cũng dễ thương. Nếu được thì sang năm đi, chứ năm nay đám tiệc nhiều lắm rồi. Sang năm đi nha. À, sang năm đó. Là còn con tháng nữa thôi đó, ác dễ sợ luôn á. Biết đâu được. Vậy là chuẩn bị kia vậy chị. Em thấy Vũ muốn vợ chưa? Em gặp mẹ nó là lần nào cũng hối hết á. À vậy hả? Mẹ hối dữ lắm luôn rồi hả? Dạ. Ừ. Rồi, thôi cảm ơn em. Cảm ơn em. À, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Lần đầu gặp anh có món quà dạ. Gửi em. Dạ, cảm ơn anh cũng có món quà anh tặng. Rồi, cảm ơn em. Hai bạn có thể mở quà ra xem mình tặng nhau cái gì. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúng ta ngồi đối diện với nhau đi. Từ lúc sinh ra tới giờ mới gặp nhau đó. Cảm nhận về nhau coi sao. Xinh quá. Xinh quá. Ta thương. Người ta có khen em xinh không em? Cũng nhiều. Bạn nam khen hả? Không, mấy chị học chung dạ. À vậy là mấy chị giống anh ghen nha. Không, tại vì anh thấy em xinh quá. Vậy mà ông kêu ông lười cô gái. Em có nhu cầu gì về anh, em thấy anh sao? Dạ em thấy anh không đẹp. Dạ nhưng mà ở nhà anh có bao nhiêu người ạ? À? Mấy anh em ạ? À? Nhà anh á thì bố mẹ anh á thì hiện tại đang ở Cà Mau. Còn dạ. Anh với em trai anh thì đang ở hiện tại đang ở nhà. Hẹn hò sao? Tuần hẹn mấy lần đó? Đưa ra con số đi Vũ. Em thì em làm ca nào? Dạ em làm ca tối 9 giờ cái gì. 9 giờ về dạ. Cũng sớm mà. Anh thì muốn đi lúc nào cũng được mà. Thời gian anh ok á. Em làm full ca luôn, full ngày, full tuần luôn hay sao? Tháng em nghỉ được 2 ngày á. Em làm ca tối là em làm từ 2 giờ tới 9 giờ hay sao? À 1 giờ tới 9 giờ, 8 tiếng á. À, vậy còn nguyên buổi sáng với buổi trưa mà. Em ở đường nào em? Nhà em á? Dạ, em đường Phạm Thế Hiển á. À, gần. Anh chạy qua được. Thế đâu thì giờ muốn gần nhau mời ta qua bán thuốc bên đây thôi. Lương khá khá, chút ta qua liền có gì đâu. Dạ. Ừ, thì, mà khỏi đi đâu hết tại luôn. Tại vì bạn chắc là làm ở đây cũng một thời gian ha. Dạ. Tại mình làm ở đâu mình quen cái môi trường ở đó, đặc biệt cái nghề này á, chỗ lạ khó lắm, khó làm lắm. Ý là không muốn cho về chung hay vậy? Đâu có đâu, muốn lắm. Nhưng mà bạn có thích hay không thôi. Sau bữa nay rồi mình mới tiếp tục ạ. À. Bạn cái chuyện đó ạ. À. À, bây giờ nè, nói một chút xíu cho nhau hiểu về quan điểm hôn nhân gia đình đi.
mỗi đứa suy nghĩ thế nào về quan điểm hôn nhân gia đình? Anh thích mấy những người mà hiếu thảo, biết tôn trọng những người trưởng bối đó. Tại nhà anh cũng nhiều người có tuổi nên là anh rất là kính trọng người đó. Rồi, ví dụ như là vô ăn cơm là chào hết người này người kia, nhưng mà mình cũng phải biết ý à, xin phép ăn cơm không, mình có thể mình ăn. Còn mình đi gặp vô nhà hoặc là ai lạ thì mình chào một tiếng rồi mình làm tiếp công việc của mình cũng được thôi ạ. Với lại đừng có khắt khe quá, tại tính anh rất là dễ rồi. Dạ. Anh dễ cực kỳ luôn. Em thì hay nói thẳng có gì. Không sao cả. Anh nghe nói thẳng từ nhỏ tới giờ anh nghe nhiều rồi. Dạ. Nên là cũng không sao. Nhà bên đó có anh trai không? Em là anh cả rồi ạ. Nữa. Chứ đàn ông mà ai cũng dễ tính như vậy, phụ nữ chúng tôi dễ chịu biết mấy. Rồi quan điểm của Linh thế nào nói cho Vũ nghe đi. Dạ em cũng muốn biết quan tâm chia sẻ tính trên đường dưới, là em cũng không có cần nhiều nữa. Cái đó anh làm được. Dạ. Hai đứa cùng nghề cũng dễ hiểu nhau ha. Dạ. Dạ. Ừ. Bây giờ Vũ tiến tới hát một bài tặng cho Linh nghe đi. Dạ. Tiến tới nắm tay Linh. Sợ tay em lạnh quá. Gậy nó mạnh dạn lên nào. Xin phép em hát một khúc bài hát Ba Giữa Ân Hà. Đó, hát cho Linh nghe kìa, tiến tới nắm tay Linh hát nắm cho Linh tay nghe. Tiến tới nắm tay người ta. Đó. Lạnh lắm rồi. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lờ, những ngọn đèn càng thêm nhỏ bé, cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Linh hát đi Linh. Nhà gái mình đáp lại nhà trai một bài cho nó hoành tráng nè. Dạ xin hát khúc trong bài Yêu Đừng Có Nhanh ạ. Em nói anh nghe người ơi, tim má em không được vui, vì em đã hơn 20 mà chưa có ai đến xin mòn xôi. Chờ anh quá lâu rồi, đầy hồ đen hạ tăng, mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Xin hát ạ. Làm gì cũng nắm tay nhau. Dạ. Tiền hơi ấm cho nhau. Hai đứa kết hợp thành Vũ Linh đó. Đó Vũ nói gì đó, tình cảm gì đó nãy giờ trong tim mình thấy sao mà nói hết cho Linh nghe đi. Rồi kêu Linh kê một cái đơn thuốc cho mình. Liều thuốc cho trái tim. Đó, liều thuốc gì cho tình yêu đó. Khỏi em có không? Anh thì ế lâu quá rồi. Em chịu khó em kê giùm anh một đơn thuốc đi, điều trị. Dạ. Cảm ơn em. Bấm nha em. Dễ thương quá à. Ra lại xem con tim mình có rung động hay không. Có thì bấm ngay cái nút đó nha, đừng dần chờ gì cả. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng hai đứa. Nào, chính thức hai em đã hẹn hò với nhau, đang tay vào nhau nào. Đó thấy chưa, chưa yêu lần nào. Đây. Đây không à? À không, nó bị chạy, nó bị chạy. Đây nè đi. Đó. Nó bị sai sai đúng nó không? Nó bị sai sai. Rồi là Linh, nói với ba mẹ Linh cái gì đi. Dạ, con xin phép cô chú cho con được tìm hiểu bé. Con tin là con mang được hạnh phúc cho em. Dạ con xin phép con hôn em một cái ạ. À. Cái nụ hôn đầu đời nó quan trọng lắm á. Hạnh lên.
Được rồi chú. Được. Được chứ không? Được rồi ạ. Có gì, có thay đổi gì cảm xúc không? Rung hơi chút ạ. Đúng rồi. Mời nhà trai. Ai chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào các khán giả. Thì em tên Đinh Văn Hoàn ạ. Em 34 tuổi, em quê Thái Nguyên. Đang làm dược sĩ tại công ty cổ phần dược phẩm 3 tháng 2. Rồi, mời nhà, nhà gái. Em xin chào chương trình. Em tên là Nguyễn Phạm Thanh Lan. Em năm nay 30 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở làm công ty ở Long Thành, ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Nhưng mà em đang làm dược sĩ ở đâu? Em đang làm ở Cát Lái ạ. Vậy thì bạn Lan cũng rất là gần luôn á. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta nói về ưu điểm khuyết điểm đi nè. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, với lại dễ mau nước mắt. Và điểm mạnh thì... Quên rồi, mạnh nhiều quá quên rồi. Điểm mạnh là mau nước mắt luôn đó em. Bởi vì khi mà mau nước mắt á là đàn ông họ gọi là cũng yếu mềm lắm. Rồi mời nhà trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không uống bia, không hút thuốc ạ. Còn điểm yếu thì cũng do nó cũng hơi lành tính quá. Lành tính? Dạ, với có những một số gọi là mình không được dứt khoát kiểu đấy ạ. Nên tính nó hơi bị lưỡng lự một chút. Nhưng mà dược sĩ tức là người bào chế thuốc. Dạ vâng ạ. Rồi đường tình duyên của em sao Hoàng? Thì đường tình của em thì em có 3 mối tình nhưng mà nó cũng thường hay cũng kết thúc nhanh chóng ạ. Dạ. Mối tình đầu là bao lâu? Mối tình đầu trong tầm độ có nửa năm thôi. Nửa năm. Mối tình thứ hai? Thì trong cũng trong 3-4 tháng ạ. Mối tình thứ ba? Cũng khoảng 3-4 tháng ạ. Trời, 3-4 tháng không ạ? Dạ. Sao chớp nhoáng quá vậy? Dạ, thì cái mối tình gần đây nhất thì do cái đợt dịch vừa rồi ấy anh. Thì do cũng em thì làm ba tại chỗ thì cũng không có điều kiện để như kiểu mình có thể quan gặp mặt được. Dạ vâng ạ. Nói chung cái con corona này nó chia rẻ cái tình đúng yêu rồi. Của đôi đứa nhiều lắm. Đúng không? Đúng rồi. Rồi sau 3 mối tình đó bên nhà gái sao nè? Bên nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ mối tình thì em những năm học cấp 3 thì em từng có. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách đây là 1 năm. Anh quen cũng được 2 năm ạ. Ồ, dạ. Rồi sao chia tay? Dạ, cũng không hợp tính cách. Với lại cũng nhiều vấn đề liên quan cho nên là cũng không hợp. À. Không hợp nhiều vấn đề. Nói chung là bên đây là cũng do là không có hợp nhau à. Một vài cái vấn đề ở chung quên lộn quen nhau 2 năm rồi mới phát hiện đó là nhiều vấn đề không hợp nhau chứ chưa có chung nhau em lộn ta lộn ta nói lại rồi còn bên đây là 3 mối tình này chắc cũng nhiều vấn đề lắm mới chia tay chào chị chào em bây giờ nè mình trải qua 3 mối tình rồi vậy thì bây giờ mình chuẩn bị mình có thêm một cái mối tình mới nữa thì cái tiêu chí để mình có bạn gái là gì nè dạ thì em muốn bạn gái là như kiểu cũng dễ thương ạ. Bên đây dễ thương lắm dạ. À. Với cũng hay cười. Bên đây. Bên đây hay cười mà hay khóc nữa em. À dạ. Hồi nãy nói vậy đó. Rồi, khóc cười. Cười đó. Thôi nói tới đó được rồi, đừng nói nữa. Rồi sao nữa, gì nữa? Tính thì, tình như thế nào? Tính tình thì em cũng kiểu em muốn bạn gái là người kiểu cũng không nhưng mà em sợ con gái hơi dữ ạ. Sợ con gái không dữ hả? Dạ. Cô kia cũng khóc không à, cũng bít ước á. À, dạ. Ừ, không có lo. Ừ. Dạ. Ừ. Thì em nói chung em cũng về tính cách thì em cũng chỉ cần cũng không hung dữ, vui vẻ là được. Dạ. Thật ra cũng không ai thích người hung dữ đâu. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là mình nên có một cái người mà mạnh mẽ chút xíu chứ nếu mà hiền quá không mạnh mẽ khác hung dữ khác nha. Thì ý dạ. Nói là nên mạnh mẽ chút xíu chứ mà hiền quá mạnh thì mạnh mẽ quá thành hung dữ đó mà thật ra đàn ông cũng sợ phụ nữ hung dữ lắm. Đúng rồi. Rồi ông làm gì ông nhìn xoáy vô tôi. Tại tôi thấy mắt bà mối cũng hơi hung dữ. Tôi lắm. Dữ lắm. Đó thấy chưa? Tôi là người tôi là hung dữ lắm. Đó, tôi nổi tiếng là hung dữ rồi. Người con gái ấy rất là mạnh mẽ. Đôi khi quá mạnh mẽ trở thành hung dữ luôn á, la tôi hoài luôn á. À dạ. Ừ.
Rồi, nói chung là những cái tiêu chí của em đưa ra thì chị thấy nhà gái bên chị là có thể là đạt được hết luôn á. Tại vì bên đây rất là hiền lành, dễ thương lắm, thùy mị, đoan trang, nết na, hay khóc. Để tôi qua tôi coi coi thế nào là được nha. Trời ơi, mời ông ạ. Rồi, bây giờ em mong muốn gọi là người yêu của em lý tưởng như thế nào? Mẫu hình á, cao không? À, chiều cao thì tầm độ hơn 1m55. Hơn 1m55, có mẫu hình là giống ai không? Em thích Jennie của Blackpink. Jennie hả? Jennie. Jennie. Jennie hay là Jennie? Jennie là ai? Đẹp lắm, cổ đẹp lắm, cổ đẹp như tôi vậy đó. Dạ. Cũng hơi giống giống chị. Dạ. Cũng hơi giống ấy. Hơi giống hả? Dạ. Không, Ngọc Lan cũng đẹp mà. Đẹp, bà mối đẹp. Dễ thương, cười rất tươi. Cảm ơn. Hơi hung dữ chút thôi. Không, là tại vì cái bản năng sống nó lớn quá. Lớn quá. Cá tính mạnh mẽ quá. Nói chung dễ thương, rất tươi, hấp dẫn nữa. Bước qua đây tôi coi mặt nhà gái cái coi. Thì ông qua, ông qua đi, tự nhiên ông hung dữ với tôi vậy. À, chào em gái. Dạ, chào chú. À, mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào nè em gái? Dạ, bạn nam, mong muốn bạn nam là cao 1m7. Hơn luôn. Gì nữa? Ngoại hình ưa nhìn. Nhìn cái ưa liền. Ưa nhìn luôn, nhìn hoài không chán luôn. Dạ, biết quan tâm. Yêu thương em. Dạ, cái này biết. Chưa biết ạ. Có biết quan tâm người khác không cưng? Dạ thì cũng quan tâm nhưng mà mình cũng phải học thêm cách để quan tâm thêm ạ. Đó, trả lời câu này tôi chịu nè. Chứ mấy ông nói quan tâm lúc đầu thì nói quan tâm đúng lắm rồi. Nhưng mà khi yêu được rồi, sở hữu được rồi á là coi như vô tâm. Hay vậy lắm nha. Dạ. Thành ra những người đàn ông ơi hãy nhớ mình quan tâm phụ nữ 24/24 luôn nha. Dạ. Được chưa? Dạ. Mẫu hình lý tưởng là cao ráo hơn 1m7 rồi ha. Dạ. Được ha. Dạ. Em không thích đàn ông ở chỗ nào? À, không thích bạn đó là hút thuốc hay là nhậu nhẹt hay là đôi khi cũng hay, không thích bạn đó là hay bài bạc nữa. Ai thích bài bạc? Dạ. Không ai thích bài bạc hết trơn á. Dạ. Ha. Uống rượu chút chút được, hút thuốc chút được, nhưng không ai có thể thích bài bạc được hết. Dạ. Hỏi coi có cờ hồi bạc nãy nói, chè gì không? Hồi nãy nói rồi, không có nhậu nhẹt gì á. Cờ bạc có không? Có cờ bạc không? Dạ không ạ. Tết có đánh tiếng lên gì không? Chị dách gì không? Dạ không ạ. Thiệt không? Dạ Tết hôm nay em ở đây một mình. Có làm cái không? Dạ không ạ. Cái đó không phải hỏi tôi. Tôi đánh từ... Có làm cái không? Tôi đánh từ 28 Tết, tôi đánh tới bữa nay. Quá trời của đất bà mối này. Làm cái đúng không? Tôi có làm cái làm con như tôi không thua chứ. Trời ơi, tội nghiệp không? Thôi được rồi, bỏ đi nha, hết Tết rồi nha. Chơi vui vui, chơi quẹt lò nghẹ, uống nước là thôi nha. Trời ơi, cho bể bụng mày. Đánh mà đánh dở cho tôi, mà bà uống nước cho tôi bể bụng. Được, nhà gái tôi thấy dễ thương. Đúng rồi. Con lành. Ha. Tóm lại là nhà trai tôi chịu nhà gái lắm luôn rồi đó. Mà nhà trai tôi cũng phong trần, cũng đẹp trai, nói cao ráo. Đâu, tóc hơi máu hơi xấu chút xíu thôi. Máu xấu là tóc hơi bạc chút xíu thôi. Nhưng mà bạc nó gọi máu là... xấu, máu xấu mà tính có xấu không? Không, máu xấu khác tính xấu khác à. Có những người máu không xấu mà tính xấu. Ha, thì được ha. Được. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em trai đi với ai cưng? Dạ thì hôm nay em đi mình. Rồi có anh Quyền Linh. Đó, có ông mối lo, ông mai lo. Rồi. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với em trai. À em ruột á hả? Dạ em ruột. Rồi. Rồi xin chào em trai. Dạ xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong phim trường. Anh trai này rất là khá là điển trai đó, mà hiền lành dễ thương nữa. Nhưng mà không biết sau này có dễ thương được sau này hay không thôi. Dạ về cái phần mà về hung dữ thì anh đừng có quan tâm về vấn đề đó. Tại vì chị em chỉ hung dữ với mấy đứa em ở trong nhà thôi. Tính tình chị em rất là hiền lành và đặc biệt là quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình, từ những công việc nhỏ nhặt cho đến những công việc khác. Thì anh không phải quan tâm về vấn đề gia đình đâu. Thì anh có thể hình dung ra được cái vấn đề là nữ công gia chánh như thế nào, là chị em là con người như thế. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Hiền lành ha, nhu mì, mặt rất là phúc hậu. Mình nói Lan này nè, Lan này. Còn Lan kia cũng dễ thương nha. Đều có hay ăn hiếp ông Mai thôi. Thôi về đi ha. Ừ, đi về rồi mở rào cho mấy đứa nhỏ gặp nhau. Vậy đi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu được đó Hoàng. Tiến tới liền. Dạ, em có quà. Dạ, em cảm ơn. Em có món quà tặng anh. Em xin.
Mở mở quà ra, đứng đó mở quà ra có gì luôn. Tặng cái đồng hồ. Trời ơi, ngon. Hy vọng sau này anh trân trọng những thời gian có. Đeo đi. Thấy chu đáo chưa? Bữa nào bà mối tặng ông Mai cái đồng hồ coi chơi cái coi. Quà của anh tặng em là một quyển chuyện cười tiếng Anh, thì để em nghe tiếng Anh để em cười mỗi ngày. Thì với lại kèm thêm con gấu bông. Dạ, cảm ơn ạ. Ủa sao tại em tặng cuốn sách tiếng Anh là sao? Dạ, để nghe tiếng Anh xong rồi cười mỗi ngày ạ. Nghe tiếng nghe tiếng. Trời ơi, chơi chữ đó mọi người. Nghe phải nhấn chữ Anh vô nha. Rồi. Mấy bạn trẻ bây giờ hay lắm. Cảm ơn anh, em có nhận xét gì không em? Dạ, giờ em cũng biết nói gì. Anh thấy tính em có vẻ cũng hơi nhẹ nhàng. Dạ. Cũng hay cười dễ thương. Anh sao, bạn gái trong lý tưởng của anh á, thì em có đạt được cái phần nào không? Có, thì bởi vì trong yêu cầu của anh cũng ghi là bạn gái hay cười, thì anh thấy với lại dễ thương thì em đều đạt được. Trong vấn đề gia đình á, thì anh có cân bằng được bên nội bên ngoại như thế nào? Sau này thì cũng thoải mái về cái bên nhà anh, bởi vì là bên nhà anh thì anh cũng thoải mái, không phải là vấn đề gia trưởng hay này nọ, nên thành ra chúng ta có thể lâu lâu thì khoảng độ 1-2 năm gì đấy thì mình mới cần phải về ngoài Bắc anh để như kiểu ra mắt ông bà bố mẹ. Dạ. Còn lại bình thường thì cũng không vấn đề gì cả. Hiện tại công việc của em ở gần nhà, thì sau này ví dụ như sau này mà có lập gia đình thì anh có đồng ý là về chung gần nhà với em không? Thì anh cũng thoải mái, bởi vì là anh thì anh vào đây thì cũng có gì thôi. Dạ. Nên thành ra là anh cũng không về cái gọi là cái ràng buộc về cái vị trí địa lý. Dạ. Ý bạn gái họ có thể ở rể được không? Không thì anh cũng không sao cả, bởi vì trước ấy thì anh cũng cái hồi mà mới vào ấy thì anh ở bên Tân Phú. Dạ. Đấy, nhưng mà sau thì anh khi mà anh làm ở công ty này thì anh cũng chuyển luôn sang bên quận 2 luôn, chứ cũng không có gì phải vướng bận về cái mình trong nơi mình sống cả. Công việc của em là mình làm giờ hành chính à? Hay là... Dạ đúng rồi, em làm giờ hành chính. Thì anh cũng vậy, thì cuối tuần thì anh cũng rảnh, thì mình có thể là như kiểu là hàng ngày thì mình vẫn nói chuyện, còn gặp gỡ thì có thể là một tuần mình gặp gỡ 1-2 lần. Dạ. Được không em? Dạ cũng được. Dự định trong tương lai, thí dụ bây giờ mình kết hôn với nhau thì mình ở đâu, phải không, rồi sinh con trai hay gái gì đó, thử hỏi việc đó đi. Dạ. Thì anh cũng anh không quan trọng về con trai con gái, nên thành ra là sao cũng được. Còn về cái vấn đề mà nơi ở ấy, thì anh thấy em cũng phải như kiểu mình vẫn hướng về như kiểu gia đình, mình muốn ở gần gia đình đúng không? Dạ đúng. Thì anh thì cũng có thể ở gần gia đình em. Dạ. Sao cả? Ở chung được không? Ở chung thì cũng được, nhưng mà gia đình em thì có khó. Đấy, hỏi đây nè, ở chung là có có thằng em nhậu hoài suốt ngày cũng vui, buồn kêu ra nhậu. Nhưng mà anh không biết nhậu. Anh không... Được không? Lâu lâu buồn buồn chui ra nhậu được không? Đó. Bây giờ là ở nhà em có mấy người? Dạ, hiện tại gia đình có 4 chị em. 4 chị em? Dạ. Là mấy trai mấy gái? Dạ, 2 trai 2 gái. Đang ở chung luôn? Dạ, có em trai em lập gia đình rồi thì đang ở riêng. Ở riêng? Dạ. Còn lại là đang ở chung hết? Dạ, ở chung với ba mẹ. Là còn nhà mấy gái mấy trai? Dạ, còn 1 gái 1 trai. 1 gái 1 trai ở nhà. Dạ. Rồi chuẩn bị 1 cái đi lấy chồng nữa là em đúng không? Dạ. Đó, vậy không còn ai đâu. Dạ. Đó, vậy được không? Dạ. Bạn trai thì nhìn rất là phong trần, bởi vì bạn đã có thời gian đi gọi là đi Nga đúng không? Dạ vâng. Đi Nga làm gì Hoàng? Em hồi đấy em đi học ạ. Đi học hả? Dạ. Học mấy năm ở Nga? Em học 5 năm, nhưng mà do cái đợt hồi đấy em cũng sức khỏe em yếu, hồi đấy em có 50 cân. Nên thành ra là cũng hơi yếu, thành ra cũng phải về sớm ạ. À, chứ dạ. Nga đẹp quá. Dạ vâng. Nga đẹp quá, tưởng đâu lấy vợ Nga rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi qua Nga học rồi có cản nắng cô nào bạn không? Dạ thì vẫn chưa kịp ạ. Chưa kịp đúng không? Mùa đông Moscow đẹp lắm, cần có hơi ấm phụ nữ chắc cũng quen nhiều lắm đây. Rồi dự định tương lai là bây giờ mình lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đồng Nai?
Không, thì em thì nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì ở Nhân Trạch thì qua thì cũng đâu có xa đâu anh. Đúng rồi. Dạ, nên thành ra là em thì cũng cứ làm việc ở công ty, nên xong còn mình sau một cái thời gian thì mình có thể tính tới về cái tiếp theo kế hoạch sau này ạ. Thật ra thì Nhân Trạch thì cũng gì chuẩn bị bắt cầu cát lái rồi. Đi qua lại cũng khó lắm đâu. Dạ. Mà Nhân Trạch giờ đất nó cũng lên dữ lắm rồi, chuẩn bị có sân bay nữa. Dạ. Thành ra lập nghiệp ở đâu cũng tốt cả. Dạ. Vấn đề là hai đứa có cùng chung một cái quan điểm sống, cùng chung một cái cách để xây dựng tương lai hay không thôi. Yeah. Vậy thì em hãy nói cho bạn gái biết là cái quan điểm về hôn nhân gia đình của mình như thế nào. Thì nói với em gái nè. Dạ. Thì trong hôn nhân thì em thì tiền thì sẽ do bạn gái giữ, bởi vì em thì em là không phải là thuộc tiếp giữ được tiền. Đấy, thì thành ra là cô xài dữ lắm hay sao mà giữ tiền được? Dạ không ạ, thì do là kiểu như là mình cứ thích cái gì đó thì mình mua, mình không nghĩ về toàn kế hoạch ấy chị. Ừ. Nên thành ra là cũng nên để bạn gái giữ. Nhớ lại, nha, nói dạ, câu này nhớ quan nha. Quan điểm rõ ràng, được. Ừ. Bạn gái giữ thích không? Dạ thích chứ. Trời bà. Dạ thích chứ. Ai cũng thích điều đó đúng không? Dạ. Với lại về trong cái các công việc nhà ấy thì cần một điều là, tức là kiểu như cái tính của em thì thường là người ta bảo thì em mới làm, nên thành ra là khi mà bạn nữ mà cần em, tức là kiểu cần em phụ giúp ấy, thì bạn nữ nói thì em sẵn sàng phụ giúp, do chứ tính em cũng không phải tính không phải chủ động kiếm việc. Dạ. Ừ. Nhưng mà yêu á, dạ, là không phải bạn gái nói yêu mới yêu nha. À, dạ. Yêu là phải tự giác chủ động nha. Dạ. Còn dù bạn gái sai gì thì nói nha, này mình dạ, quan điểm rất là rõ ràng. Đúng. Có đôi khi bạn ấy quên. Dạ. À, nên mình chủ động mình nhắc. Dạ. Ha, được không? Dạ được. Còn nhưng yêu là không có nhắc được nha. Nhưng dạ, mà nói gì nói chứ hai đứa mà về ở chung với nhau rồi á thì mình bị nhắc riết thì cũng quê chứ. Cho nên là cố gắng mà mình chủ động những cái việc đó, dạ, những cái lặt vặt thôi là mình chủ dạ, động được mà. Chị nghĩ dạ, cái này thay đổi được. Dạ vâng. Ừ. Được không? Em nghĩ là cái này thay đổi được, không có gì khó. À. Cứ sáng nào mình cũng cầm cái chổi quét nhà phụ vợ riết cũng thành thói quen, đừng anh, có để người ta nhắc. Anh quét nhà, anh rửa chén, anh nấu cơm. À, cái gì cũng nhắc hết trơn á. Riết còn phụ nữ cũng mệt. Quạo chứ, người ta còn nuôi con nữa, người ta quạo đó nha. Mấy cái lặt vặt đó là mình tự nhớ được. Dạ vâng. Thật ra cũng khó rồi mày, anh làm riết cũng quen. Dạ. Làm như nó giống như kiểu quán tính vậy đó. Nó thành thói quen á. Giật mình dậy đi chợ. Giống như cái đồng hồ hẹn giờ. Đúng rồi. Cái đi xong rồi cái đưa con đi học, cái xong rồi chiều đón con, rồi cái quét nhà, cái tưới cây, rồi nói chung là nó thành quán tính đó. Dạ. Mà làm nó giống như lao động khỏe lắm nha. Đúng rồi. Không phải mình làm đó, ngày xưa người ta nói là đàn ông vô bếp là nó xấu hổ hay là dưới cơ đàn bà, không có đâu. Mình nấu riết mình quen á. Dạ. Mình không nấu mình chịu không nổi, thành ra cuối cùng nó thành bản năng của mình luôn. Biết rằng đôi khi nấu không ngon, quét không sạch, nhưng mà nó cuối cùng nó là bản năng, từ từ nó quen, đừng có nghĩ gì hết nha. Dạ. Mình làm cho mình chứ cho ai đâu, phải làm cho vợ đâu. Chuyện chung mà nhà là nhà của chung, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hai đứa là nói với nhau quen nhau bao lâu thì nhà gái cho nhà trai tiến tới? Khoảng bao lâu có dự tính chưa? Dạ. Năm nay em cũng 30 rồi. Ừ. Thì chắc cũng 1-2 năm gì nữa. Dạ. Em thì trong cũng khoảng 1 năm thì. Ừ, 1 năm thôi. Rồi. Năm nó vừa đó. Dạ. Ha. Rồi, năm thời gian vừa. Hai bạn này là khớp với nhau rồi. Khớp ha. Dạ. Được không? Dạ được. Thấy anh sao? À, bây giờ chắc phải cần có chất xúc tác á. Ừ, chứ giờ hỏi không biết đường trả lời đâu. Nắm tay bạn gái đó, nắm tay coi cái nắm, lúc nắm tay nhau vô nó như thế nào, con tim mình có rung động không? Em cảm giác với bạn đối diện như thế nào, nói cho bạn biết đi. Đã, thì em nói bây giờ em thay bằng bài hát. Dạ. Trời. Thì bây giờ thì bây giờ thì anh gì đó nói với bạn gái đi. Em thì bây giờ anh, tức là ở nhà anh cũng chuẩn bị một bài hát thế. Dạ. Thì anh cũng chế từ lại, thành ra là anh hát thì có gì mà nó không được hay thì em chấp nhận. Càng nhìn em yêu em hơn và thương em mãi, vì thế chương trình hôm nay mong em bấm cùng với em nhé. Rồi từ đây tình ta đẹp đến mai sau, vun đắp tương lai dạng người, chung sống muôn vàn niềm vui.
Thì đấy là cái lời tấm lòng của anh. Thì có gì thì em suy nghĩ. Dạ, dạ vâng. Em gái đáp lại đi, hát lại đi. Dạ. Dạ. Em gần đây thì em cũng thích nghe một bài hát của Đức Phúc. Bài Ngày Đầu Tiên. Em chỉ thích cái nghe cái câu hát là dẫu anh không là chàng hoàng tử trong mơ, nhưng anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa. Dạ, hy vọng sau này thì anh cũng, em cũng muốn anh giống như cái lời bài hát Ngày Đầu Tiên. Em sẽ cố gắng. Rồi, lên vị trí thôi các bạn. Được rồi đó. Bây giờ các bạn đã nói chuyện qua cái hàng rào tình yêu này, các bạn cũng đã trò chuyện đối diện với nhau, chúng ta đã cùng nói lên quan điểm của mình, cùng nắm tay nhau, cùng nhìn thẳng vào mắt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định xem mình bấm nút hay là không bấm nút. Bấm hay không là quyền của các bạn. Để tay vào nút bấm với các bạn. Bên tay trái á, Hoàng. Rồi, ngồi sao khó khổ gì. Đó. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hình như là có bạn đã bấm rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Thế. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Đó. À, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Để nói lên trái tim bằng ấy, ánh mắt bằng ấy đã hướng về nhà gái. Bây giờ là có anh đại diện ở đây, nhưng mà ở nhà ba mẹ của bạn Lan đang xem. À, Hoàng có thể nói là thưa hai bác, hôm nay con xin phép hai bác cho con làm quen, tìm hiểu Lan. À, nếu được thì con sẽ hứa gì với hai bác đó, với gia đình đó. Nào nhìn thẳng máy mà nói. Thì hôm nay cảm ơn chương trình thì đã cho con, cháu thì với Lan thì đã thành đôi. Thì cháu thì với Lan thì sẽ cùng nhau tìm hiểu tiến tới, và cho hứa sẽ chăm sóc Lan. Nói với anh vài câu đi. Thì em chứ, em chứ em. Em trai thì hello, tâm em đi. Ừ, thì, anh kia. Ok, thì khi nào mà có những dịp gì đó thì hai anh em mình thì làm một trai. Được. Cảm xúc của em thế nào? Dạ, cũng hơi rung. Chị thấy em còn rung rất là nhiều luôn á. Dạ. Em có muốn nói điều gì với lại gia đình của bạn trai, tương lai bạn trai của mình không? Dạ, em gửi lời cảm ơn gia đình đã đưa anh đến là chương trình gặp em. Được. À, rồi.